Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingle Double thơm mát để họ thêm tự tin, và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đi không nổi nữa vì đau lưng quá. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời luôn. Ôi trời, khủng khiếp quá. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Chị em muốn nhờ chị giúp đỡ cho em ngủ qua đêm ở đây một đêm á. Thắng đi. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Nam Cường, chàng ca sĩ có biệt danh Nakun dễ thương, hiện đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, và đây cũng là lần thứ hai anh đến với Lữ khách 24 giờ. Đã gần 3 năm trôi qua, không biết Nam Cường thay đổi như thế nào. Những kinh nghiệm lần trước có giúp anh trong kỳ này không nhỉ? Mời quý vị tiếp tục cổ vũ cho Nam Cường nhé. Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh Dương Mỹ Linh tự nhận mình là một ngôi sao may mắn, nhưng không vì thế mà cô ỷ lại. Cô nàng khiến cho người đối diện luôn nhận thấy ở cô một sự nhiệt huyết, vui tươi và quyết tâm làm bất cứ công việc nào cô đảm nhận. Cả Nam Cường và Mỹ Linh đã hoàn thành cả hai thử thách của chương trình với nhiều tiếng cười lẫn giọt mồ hôi. Với thử thách thứ ba, không ai lại không biết là thử thách gì, và cũng không ai dám tự tin tuyên bố mình sẽ giành được cờ trước. Mời quý khán giả cùng đón xem thử thách cuối cùng, xin ở trọ. Bây giờ bạn hãy xin tá túc trong một ngôi nhà bất kỳ, nằm tại thôn Lạc Cường, xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng. Hay, ở đây ít nhà quá, sao tôi thấy heo quá vậy cha. Người ta nhà sao mình xin ta, nhà giàu quá mình cũng không dám vô xin. Thử thách này đối với Mỹ Linh có vẻ quá khó, vì cô cảm thấy ngại miệng, không biết xin làm sao. Thấy ngượng ngượng làm sao. Chị ơi, trời, thổi tiếng nói. Thôi em thấy mọi thứ xung quanh cây trái nhiều quá, định hỏi thăm chị. Ồ, nhà chị có hai người hả? Đi làm hết à? Vậy hả? Chỉ có hai chị hả? Thôi, cảm ơn chị nha. Thật sự khó mở miệng quá, không biết nói làm sao. Cho chị hỏi thăm tí. Hay à. Em quyết định đang ngồi bình thường. Chị. Có vẻ mình chưa tìm được sự hợp tác. Thôi nên đi nữa đi. Hơi vất vả đây. Người dân nơi đây dường như khá e dè khi gặp người lạ. Điều này càng làm cho Mỹ Linh cảm thấy ngại hơn khi xin ở trọ. Thử thách này sẽ rất vất vả với Mỹ Linh đây. Sao giờ này người ta đâu hết rồi. Ôi chó ngờ quá trời trời. À, con đi du lịch trên này chú. Dạ con muốn xin tá túc qua đêm được không chú? Trong khi đó, Nam Cường có vẻ tự tin hơn Mỹ Linh. Tuy anh cũng bị từ chối ở ngôi nhà đầu tiên. Em chào chị. Không, em định hỏi thăm chị, em thấy mấy cái giường này xinh quá, không biết phải nhà mình không? Vậy hả? À, sao đây giờ này người ta đóng cửa sớm á chị à? Có người đi làm chưa về. Chị còn có ai ở nhà nữa không? Chị hai vợ chồng, ba đứa con đi học hết rồi. Đi học? Học ở đây hay là Sài Gòn chị? Sài Gòn là lên đại học hết rồi. Vậy là giờ chị với ông xã thôi. Chị thì ở nhà nội trợ. Chị đi làm trên trường mầm non á. Ok, cảm ơn chị nha. Trời ơi, chắc chết. Nếu không tự tin hơn thì Mỹ Linh sẽ thật sự khó khi tìm được cho mình chỗ trọ đêm nay. Chị ơi, cho em nhìn tí nhá. Lại thấy mình nuôi tại nhà luôn hả chị? Cho em xem nhá. Không có giỡn nha, thân thương mà. Cũng bắt đầu bằng việc tham quan, hỏi thăm gia đình chủ nhà. Liệu lần này Mỹ Linh có tự tin mở lời xin ở trọ qua đêm nay không? Ngoan rồi đó. Chần chừ mãi vì không dám vào, vì nhà có nuôi chó. Nam Cường cũng đang khá vất vả trong việc tìm cho mình một chỗ trọ qua đêm nay. Sao nhà làm có chó sợ quá.
Ui. Tại vì em đi lần này thì Mỹ Linh đã tự tin hơn và cô đã hỏi xin chủ nhà một chỗ nghỉ qua đêm nay. Nên bên đây em muốn nhờ chị giúp đỡ cho em ngủ qua đêm ở đây một đêm á. Rồi để sáng mai em về Sài Gòn. Dạ. Là người ở Sài Gòn à? Dạ, em là người Sài Gòn. Chị có thể giúp em được không ạ? Thì chị ngủ thì. Dạ không sao, ngủ sao cũng được, miễn chị cho em ở qua đi là được rồi. Dạ, và không ngờ Thành ha. Công đã mỉm cười với Mỹ Linh ngay lần đầu tiên. Chúc mừng Mỹ Linh đã vượt qua thử thách thứ ba. Cảm ơn chị nhiều. Yeah, mình đã thành công rồi. Ngay khi tìm được chỗ trọ qua đêm, Mỹ Linh liền gọi điện hỏi thăm Nam Cường và chia sẻ niềm vui của mình với anh. Ồ, Linh vừa tìm được căn nhà của chị này rất là dễ thương, chị đã đồng ý rồi. Thế hay chưa? Tôi chưa kìm được bởi vì là không là toàn chó, tôi sợ chó lắm. Dễ hả? Chưa xin được hả? Cố gắng đi nha. Nói chung mình nãy cũng đi mấy nhà đó, nhưng mà gặp chị này rất là dễ thương. Ok, cố gắng lên nha. Bye bye. Ok, bye bye. Vẫn chần chừ vì sợ chó, nhưng khi nghe Mỹ Linh đã tìm được chỗ trọ qua đêm, anh liền quyết tâm bước vào xin ở trọ. Không muốn xin ta tốt qua đêm không ạ? Vậy được thôi, gì đâu. Dạ. Cảm ơn chú. Hôm nay là ở đây để làm con chó rồi nha. Con lên cái nhà mà nhà mới thái đầu tiên á, con lên con hỏi cái con súng ở chỗ cái hội trường đó con ở cấp ấm cũng hơn. Dạ dạ. Qua không có chỗ. Tuy nhiên anh vẫn nhận được những cái lắc đầu từ chối của chủ nhà. Liệu ngôi nhà kế tiếp có đón nhận anh không? Trong khi Nam Cường vẫn đang lang thang trên tìm chỗ trọ thì Mỹ Linh đang cùng chị chủ nhà chuẩn bị bữa tối với trứng luộc và rau luộc. Ủa trong nhà trồng luôn hả? Ôi thế này ăn tốn lắm ha, tại vì nó không có thuốc ha. Coi coi cho hỏi cô. Chị, em đi du lịch trên này mà. Thì không có chỗ ở, xin tá túc qua đêm được không ạ? Em lên em đang. Tuy nhiên thôi thì được, con cô ở với chú. Cô đang làm gì ạ? Chú cô cho bò ăn. À. Cuối cùng thì Nam Cường cũng đã tìm được một chỗ nghỉ qua đêm nay cho mình. Ngôi nhà mà Cường ở trọ cũng nuôi bò sữa giống như ngôi nhà Mỹ Linh đang ở trọ. Bữa cơm tối diễn ra khá thân mật, xoay quanh việc nuôi bò của gia đình chủ nhà. 4 giờ. Bắt bò là dùng thân phú bạc lên thay gọi cho bò ăn, là một người một đường đi làm. Là ngày mình cho bò ăn mấy giác à? Buổi sáng 2 bạc, buổi tối 2 bạc, và còn 50 ký. Một lần 50 ký cỏ? Đó là một bạc 50 ký, 2 bạc với cả tà. 2 tà, 3 tà một ngày. Hả? Ôi, giờ nội cắt cỏ cho nó ăn xong nó cũng hết ngày luôn nữa. Không, cỏ thành đi cắt ngay lắm. Một người mà cắt một tiếng thì cho cắt. Trời ơi, chị nói chung là đưa em xuống cắt một tiếng họ không biết được 10 ký không biết. Gia đình chú Lý và cô Bình đã định cư ở đây hơn 30 năm. Cô chú gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Thời gian đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Hiện nay chú đang làm bảo vệ cho nông trường bò sữa, còn cô thì ở nhà lo việc chăn nuôi và trồng trọt. Chủ nhà mình chăm bò, đem bò với mình chăm phải. Dạ. Ủa là bò mình nuôi rồi xong cái mình cho thuê hả sao? Bò. Là để đi cày hay sao chứ? Không, bò này chủ là chủ nuôi bò thịt. À, bò thịt. Cứ như là giờ đàn bò là kinh tế chính nhà. Chủ bây giờ nãy chúng cà phê. À, chú trồng thêm cà phê nữa. Dạ. Giờ hai nguồn thu nhập chính là coi như là cà phê bò không? Dạ. Vừa trò chuyện với chú chủ nhà, vừa thưởng thức sữa chua được làm từ sữa của những chú bò do chủ nhà nuôi, Nam Cường trông rất thoải mái. Này có sao biển hả? Con cũng có quen người tên Linh. Ủa vậy hả? Con quen ở đâu? Ở cái nhà bên cạnh. Dạ. Cậu lớn không? Bằng con. Cô đã học xong rồi mà dễ thương á. Vậy cô dễ thương không? Dạ có. Nhưng mà cô cao á. Cô cao á hả?
Con thích cao không? Dạ có. Vậy hả? Tại con cũng cao. Dạ. Con thích cao luôn nè. Mẹ con nói con cao quá. Sau này có muốn làm người mẫu hay là diễn viên? Thích không? Người mẫu với ca sĩ. Làm người mẫu hả? Hai cô bé con chủ nhà khá bẽn lẽn khi trò chuyện cùng với Mỹ Linh. Tuy nhiên, với sự cởi mở tự nhiên của mình, Mỹ Linh đã dần dần làm không khí gia đình vui lên với việc tổ chức cho cô bé bước đi như người mẫu. Ồ, hay quá, vỗ tay. Người mẫu xuất sắc tương lai luôn. Bữa cơm tối của Cường với gia đình anh Trinh vô cùng ấm cúng. Em học xa hả? Đây ở với bạn hả? Ở đông không? Dạ em ở có một đứa nữa. Hai mươi năm trước, với quyết định lập nghiệp tại một vùng đất mới, anh chị Trinh đã chọn vùng đất Lâm Đồng để khởi đầu. Có khó khăn, có gian nan, nhưng khi nhìn những gì mình đã gây dựng cùng với sự ra đời của ba người con ngoan giỏi, khiến anh chị luôn tin tưởng và phấn đấu nhiều hơn nữa. Chúc gia đình nhỏ nơi miền núi này sẽ luôn rộn vang tiếng cười, niềm hân hoan và một tương lai tươi sáng. Nhưng ở đây thì nuôi bò sữa thì có kinh tế hơn. Con mới đẻ ra, từ khi nó đẻ ra đến khi mà mình bắt được sữa là đúng 2 năm. Hơn 2 năm, 2 năm rưỡi. Khi mình thu hoạch được sữa của nó đó là một ngày họ hỏi là được mấy chục lít. Mấy chục lít, à dạ một con, nhưng mà một lít mình bán thôi. Tùy theo chất lượng sữa đó, nhưng mà sữa nó đo đồ mà được trên 10 đồ á. Đôi sữa mà đôi đậm đặc của sữa là trên 10 đồ á là 11 ngàn. Đúng rồi. Được 10 đồ trở xuống thì được có 10 ngàn thôi, 10.500. Khác với Mỹ Linh, Nam Cường không tìm hiểu về việc nuôi bò sữa mà anh làm quen với các bạn nhỏ trong gia đình bằng khả năng ca hát của mình. Ôm lấy em để mãi mãi chờ che suốt đời, có thế nào tình sẽ không bao giờ đổi thay. Chú hát còn nghe đi. Âm nhạc luôn là chiếc cầu nối kéo mọi người lại gần nhau hơn. Anh chủ nhà cũng hưởng ứng bằng một bài hát về Hà Tĩnh thật hay. Có bụi cánh bay đứng trong thưa thơm, mẹ nuôi tôi lớn. Rồi, bố hát hay quá trời đấy. Sau những giây phút vui vẻ với mọi người trong gia đình mình ở trọ, các lữ khách đã chào tạm biệt và chìm vào giấc ngủ say nồng với những nụ cười còn đọng trên khóe môi. Buổi sáng với không khí thật trong lành, hai lữ khách thức dậy với một tinh thần sảng khoái, sẵn sàng cho những điều mới mẻ ở phía trước. Chào bác, chào em mới về làm về. Bác tên là bảo vệ về. Dạ. Chắc bác sáng về hơi bị ngỡ ngàng khi mà có hai người lạ xuất hiện trong nhà nè. Dạ đúng không? Chắc bác gái cũng chưa nói bác là con đang tham gia chương trình game show của truyền hình, là truyền hình HTV7. Mỗi khi bác đi làm là buổi tối hết rồi nhỉ? Vâng, làm bảo vệ coi như ngày, một tuần đêm. Nhà mình thì đứng vất vả, đứng thì ngồi quế vào rồi, cho nên đi làm kinh tế tự do mà. Dạ. Rồi vào đấy thì ngồi quế Hà Tĩnh thì khó khăn. Dạ. Vào đấy thì đi làm làm cống mà chặt lọt ra. Dạ. Rồi điều kiện kinh tế thế được phát triển. Sau khi thức dậy, Nam Cường nhanh chóng cùng chị Tâm đi cắt cỏ về cho bò ăn. Trong bộ đồ công nhân xanh, Nam Cường trông thật khỏe khoắn và năng động.
Trời ơi, không khí dễ chịu quá. Còn Mỹ Linh thì sau khi chào hỏi, cô cũng nhanh chóng với các bạn nhỏ ra vườn hái bơ. Chính chưa? Nhìn những chính trái không? Bơ trèo lúc nhìn trên cành rất hấp dẫn. Nhìn cái da của nó chị. Da nó bóng hả sao? Da nó bóng với là căng da. À nó căng ra hả? À. Trời đã quá. Với lợi thế chân dài, mình nhanh chóng trèo lên cây bơ và trổ tài hái bơ cho các cô bé. Trái đó còn non. Đây là trái đầu tiên. Trên. Ô mẹ. Chắc xuống được anh. Ủa dạ. Ngon lắm chị. Ờ vậy hả? Và để thưởng cho khả năng trèo cây hái bơ của cô, anh chủ nhà đã hào phóng tặng cô một trái mít thật thơm ngon. Nha, mình sáng nay bội thu rồi. Một trái mít và một số bơ. Sau một hồi lao động mệt nhọc, Nam Cường đã giải trí bằng trò chơi nhảy lò cò với bé Thắng, cậu con trai út. Và kết quả là Mỹ Linh thật dễ thương khi hướng dẫn các cô bé xếp quần áo và giữ gìn khăn mặt. Em á, con xếp đơn giản thế này đó. Đơn giản nhất thôi là con xếp hai cái này lại. Con lấy hai cái tay qua đây. Mỗi khi bà hay là ông đi mua khăn về tụi con phải xài, phải biết giữ cái khăn của mình. Con là lớn nhất nè, con phải giữ và con phải giặt sạch. Nếu mà con không giặt được thì nói bà ơi khăn này dơ rồi bà giặt cho con. Con để vô đây đó. Khi con lấy rất là dễ lấy. Hôm nay em cùng lên chơi thì thấy phản ứng em khác lắm. Tự tan làm tất cả nhà đã tặng Cường coi như là kỷ niệm. Tặng sáu lần Cường chơi. Thôi. Là lúc nào? Wow. Dạ, Nam Cường cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được một món quà từ tay hai chị em trong gia đình. Có lẽ đây là buổi sáng hạnh phúc nhất với anh. Là tối nay hả? Wow, anh cảm ơn nhiều nha. Wow, rất là đẹp. Ủa còn dưới này là cái gì đây? Bí mật à? Khi nào mới bật mí được? À, về nhà đi. Về nhà anh Cường mới mở này ra được phải không? Đi, về nhà đi. Đầu tiên em chúc anh Nam Cường có thật nhiều sức khỏe. Đặc biệt là sẽ luôn luôn thành công trong sự nghiệp ca hát của mình. Chúc anh ngày càng đẹp trai nữa. Rồi có mặt lè lưỡi nữa. Rất là dễ thương, anh cảm ơn Quỳnh với Thắng nghe. Dạ. Vậy là về anh Cường sẽ có cái này tặng nha. Phải tặng và là mời Quỳnh. Để Quỳnh thôi nha. Thắng này anh Cường nhà tặng cái khác. Dạ. Chị ơi, đây mình có bán khăn lau mặt không? Có hả? Em phải tham gia chương trình của đài HTV7 của chương trình Lữ Khách 24 giờ. Em có 50.000 thôi, nhưng mà hôm qua nay em đã hết xài hết 20.000, nên bây giờ em chỉ còn có 30.000. Nếu mà chị bớt em được thì giúp em. Dạ. Bây giờ bớt em lấy em 30 phải không? Dạ. Ba cái 30. Dạ. Không chỉ bằng lời nói, Mỹ Linh còn thể hiện bằng hành động. Cô đã đi tìm mua 3 chiếc khăn mặt thật xinh xắn về tặng cho 3 cô bé của gia đình chủ nhà. Cho thấy đồ nữa rồi. Đồ của chị cho con hả? Chị à? Dạ. Cô mua đi đồ cho con không? Đúng. Làm gì vậy con? Đồ này hả? Dạ. Có quà cho 2 đứa con, 3 đứa con này. Gì vậy? Thử đoán á. Biết gì không? Cái khăn. Trời. Không biết hay vậy? Hồi nãy con mở ra con thấy. Tiếng. Ồ, lúc đó là tiếng em thấy hả?
Ôi giời. Hay là con thấy luôn. Dạ, tên tên tên. Đây. Này. Hạnh là nhỏ nhất nè, cô cho con chọn màu đấy, con chọn màu nào? Con chọn màu. Này. Dạ, yeah, màu này đúng không? Con thích màu nào? Dạ. Dạ, ngoan. Vẫn còn mắc cỡ nhưng vẫn cố gắng hát một bài thật hay để cảm ơn cô Mỹ Linh. Có lẽ Mỹ Linh sẽ không quên được tiếng hát của cô bé cũng như những tình cảm ấm áp mà gia đình dành cho cô. À, cô chú thì đã đến lúc nói lời từ biệt. Mọi người tạm biệt nhau bằng những món quà nhỏ và nụ cười của người ở lại và người ra đi. Cảm ơn cô chú cũng như là Quỳnh với Thắng đã cho con rất là tá túc từ đêm qua tới giờ. Trước khi chia tay thì con xin chúc cô chú nhiều sức khỏe và chúc hai em học thiệt giỏi nha. Thôi con cảm ơn cô chú đã giúp đỡ và cho con ngủ một đêm hôm qua để con hoàn thành cái sứ mệnh của con cho nó xong. Thì con thấy gia đình mình rất là tình cảm, nói chung là chia sẻ rồi mọi thứ. Con thấy nó gần gũi lắm. Thì con cảm ơn rất là nhiều. Thôi bây giờ cô tạm biệt các con nha. Ở nhà ngoan nha, học giỏi nha, nghe lời ông bà nha. Ừ, bye bye. Lại ơi một cách ạ. Ba đứa luôn, hung luôn. Đây. Yeah. Tạm biệt các con nha. Con cũng có món quà tặng cô chú. Tặng cô chú một kẹo xinh gương. Với lại là một bộ đĩa của con. Dạ. Đây, anh gửi tặng lại, con gửi cô. Dạ. Dạ. Con tặng cô chú xinh gương, giúp bên mình. Dạ. Rồi. Vỗ tay lên. Yeah. Những cái vẫy tay tạm biệt, những ánh mắt dõi theo của người ở lại sẽ là những ký ức không thể nào quên đối với các lữ khách tham gia chương trình. Tạm biệt vùng đất Lâm Đồng, tạm biệt những người còn trần chất hiếu khách nơi đây. Hôm nay rời xa, hy vọng sẽ có ngày trở lại. Nam Cường và Mỹ Linh sẽ mãi mãi nhớ về những nụ cười, tiếng hát và mùi mít thơm nồng nơi đây. Sao rồi? Đây, thành quả của mình đây. Trời ơi, đã quá vậy. Bởi vì có một cái toàn ten này thôi. Xong 24 giờ thì Cường thấy là hao tổn rất là nhiều sức lực, nhưng mà bù lại là nạp được vô cho mình rất là nhiều những cái gọi là trải nghiệm nè, những cái kiến thức nè, rồi cả những cái tình cảm của những người dân nơi đây dành cho mình nữa. Nam Cường nói đúng đó, thật sự thông qua chương trình lần này mình cảm thấy cái tình cả yêu nó gắn kết hơn nhiều nữa. Xin chúc Mỹ Linh đã giành được yeah. nhường đó. Thôi thì vậy đi, nói chung là mình cũng mình cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cơ hội cho Dương Mỹ Linh trải nghiệm. Xin chào tạm biệt. Các bạn nhớ xem chương trình của mình và Nam Cường nha. Qua đây chủ cảm ơn chương trình là tới coi như là về nơi vùng sâu vùng xa, coi như là đi vừa tham quan vừa coi hiểu được cái lòng dân ở vùng sâu vùng xa. Con ơi, con nhớ cô. Chúc con luôn là mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc của mình. Thưa chủ coi như là chúc Cường là coi như là luôn luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong ngành ca sĩ. Giúp em đi. Lữ khách tiếp theo của chương trình Lữ khách 24 giờ tuần sau hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả những bất ngờ và những trải nghiệm thú vị. Mời quý khán giả đón xem Lữ khách 24 giờ vào lúc 16:30 chủ nhật tuần sau. Rồi xanh mặt quá. Rồi hiểu cách đi rồi. Tôi thắng lại sao trời? Trời ơi khó dữ vậy. Cô rảnh không? Quên luôn á. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.